sao ba không chờ con gặp mặt lần cuối cùng, sao ba đi dội để con trơ trọi, ba ơi làm sao con sống trên đời. Cô Hà, cô Hà, xin dặn lòng đừng quỷ mạng, hãy nghe theo lời dặn của ba cô trước lúc ly trần. Mọi đau sầu tôi sẽ lôi qua, phải giữ tương lai. Ba, khi ba sống đã không nhà không cửa, đến ngày chết cũng vui lấp bụi mờ. Sau này làm sao con tìm được hài cốt của ba? Bình tĩnh đi cô. Bây giờ cô hãy nghe tôi, cố gắng làm tròn ước nguyện của bác tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp cho cô được số vốn để thay đổi cuộc đời. Cô sẽ không còn phải theo dòng đời lên đơn, quên tuổi xuân, quên niềm ước mơ. Màn sương sớm dương mai đầu, mi sẽ buồn má hồng phai thắm. Đời cô còn sáng trong, hãy cố cô hãy nghe lời tôi, hãy cố mà tin vào tương lai theo lời ba cô đã dạy. Thôi, mình xuống xuồng đi cô. Ba, nghe lời tôi đi mà. Lời ba, cùng đi.
thế rồi hai bên đời buồn trơn chiếc xuồng ngày ngày có nhau sớm chiều cùng đờ đẫn cho qua hồi lần đơn khổ đau ngày nắng trái thân giá ngâm tóc cháy mưa đêm giá lạnh mạnh nào vì nước tiền giang rồi nè. Bộ em chưa ăn cơm sao? Thì đợi về cùng ăn cho vui chứ bộ. Đây nè, tiền bán củi nè. Em cất đi. Hồi nãy em đã nhắc anh nhớ mua cho anh bộ đồ mới. Thì sao anh không chịu mua? Đồ anh rách hết rồi đó. Thôi khỏi, đồ anh còn mặc được mà. À, quên nữa, Hà nè. Ban nãy khi anh lên bờ, tình cờ gặp một người quen. Người đó là người cùng làng với anh, nhưng lấy chồng xa xứ lâu rồi. Chắc mừng lắm hả anh? À, hiện nay cửa nhà đang hiu quạnh, vì lấy chồng mà không sanh con được. Bà thím đó đang hành nghề giá may, anh ngỏ ý muốn gửi gắm em, biết hoàn cảnh bà ấy đã nhận lời. Anh nói sao? Kể từ nay em vĩnh viễn rời xa chiếc xuồng bồng bềnh trôi nổi. Họ là người hiền lương sẽ giúp đời em thay đổi. Nhưng em không muốn rời xa chiếc xuồng này kỷ niệm mến thương. Hà, nghe nói nè, em phải lên bờ tạo dựng một đời sống mới. Bà thím đó là người rất đàng hoàng chân thật. Ở với thím em sẽ học được nghề may, và sau này người ta còn giúp em tạo dựng một gia đình nữa. Như vậy em mới làm tròn ước nguyện của ba em. Còn anh? Anh thì kiếp gió sương phải quay về cùng với sương gió. Anh xin mượn chiếc xuồng này để trôi theo con nước lớn nước rồng. Anh Hải, đường đi đã mở tương lai, em chớ ngại ngùng đừng nên lưu luyến. Lâu gian khổ chia nhau nay cách xa rồi, em khó mà quên. Như nhánh sông muôn đời như tan hợp hợp ngập tràn niềm vui. Nhưng anh với em nếu tan ra thì biết bao giờ gặp lại. Mưa nắng thì còn quay lại, chứ anh ra đi chắc mãi mãi. Một tay anh đừng bọc chở che,
đây, ngưỡng cửa hạnh phúc đã mở ra trước mắt em. Em hãy bước vào đi, đừng ngại ngùng chi nữa. Nhưng chân em đã đặt lên bờ, mà chân anh còn ở dưới nước, thì làm sao em yên lòng được chứ? Hà ơi, cảm ơn em, cảm ơn em đã nghĩ đến anh. Nhưng em là thân gái thì chiếc xuồng con không thể là nơi cho em nương tựa đời mình. Em hãy nghe lời anh, dịp mai không thể đến hai lần. Chỉ cần sau này trong mái nhà ấm cúng, em đừng quên như ngày lặng lội gieo neo. Làm sao em quên được những khi nước mắt đông đầy, anh phải thức suốt đêm ngồi an ủi. Em không thể là cánh lột bình trôi mãi, em phải quay về với hoa mộng vườn xuân. Anh Hải, thu xếp đi em, rồi anh đưa em đi. Nghe lời anh đi mà. Dạ. Anh Hải à, đây là số tiền mà mình dành dụm được. Anh cất đi, để phòng thân hả? Thôi, số tiền này em cứ giữ làm vốn, đừng lo cho anh. Anh chỉ cần làm một buổi là có củi bán, có tiền xài rồi. Giữ đi. À kìa, Thím Hé đã đến đón em rồi kìa. Đi đi, đi đi em. Tại sao em lại chạy theo anh? Anh Hải, em không thể xa anh. Dù trong một giây một phút, em phải sống bên anh, vì em không thể thiếu.
hời. Hà em. Hà, em hãy nhìn kìa. Gì hả? Đêm nay đom đóm giăng đèn như là mở hội mừng cho đôi ta kết mối duyên lành. Một đám cưới nghèo xác xơ không có rượu mừng, không có hoa và không áo cưới. Xin lễ anh trao chỉ có lời hẹn thề sắc son. Bỏ hết quán thù sao? Hà ơi, mối hận kia vẫn còn in hằn trong tâm trí. Nhưng lẽ đâu anh mãi chạy theo thù oán, để cho em sanh sao trong kiếp phong trần. Vợ của anh ở cõi xa xăm chắc cũng thấu hiểu lòng anh mà chấp quân. Kể từ ngày mai chiếc xuồng không còn lạc lõng, sau mỗi chuyến đi đã có lối quay về. Lời của người bạn thân nghe sao thiết tha em nề, năm tháng sao đành. Bình minh sẽ sang soi sau khi giông tố phủ lên đầu hai đứa. Em cũng mong như vậy. Hải ơi, em như đã thấy mái tranh nghèo hồng biết lừa. Trong khói lam chiều rộn tiếng cười con trẻ, bên đôi vợ chồng bên chết yêu thương. Hà, em là vợ của anh, là vợ của anh mãi mãi nghe em. Anh Hải. Hà, vợ của anh.
sáng lắm rồi đó. Trời ơi, còn ngủ nướng nữa hả? Anh dậy rồi nè, bà xã ơi. Ê, ăn nói gì kỳ cục vậy? Thì mình đã là vợ chồng thì anh phải kêu em bằng bà xã chứ. Mai mốt em còn lên chức nữa đó. Lên chức gì? Thì là má ăn cu ti chứ chức gì nữa. Quỷ anh à. Nè, em chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta bắt đầu hành trình đi vào cuộc sống mới nghe em. Đứng yên, bắt lấy nó. Ê, mày tưởng tội phạm sát nhân là bỏ trốn dễ dàng hay sao mày? Chạy nó đi. Đi. Không, không, tôi quan mà. Anh ơi, không, chồng tôi không có tội mà. Tôi lại cả người, làm ơn thả chồng tôi ra. Anh ơi. Anh ra, muốn chết chung với nó hả? Đi. Anh ơi. Hà ơi, đừng theo anh, ráng chờ anh. Anh sẽ về với em mà. Anh ơi. Anh sẽ về với em. Anh sẽ về với em mà ơi. Anh ơi. Ai nỡ cách nhà chia nhịp cầu duyên, kiếp cho kẻ vương này lễ thắm tuôn đầy. Trên kia kìa, ở đó có người mua đó. Dạ, cảm ơn dì. Cô ơi, cô, sao vậy? Nè, bộ trúng gió hả? Dạ, cháu cũng không hiểu tại sao nữa. Tự nhiên cả tháng nay, cháu cứ khó chịu trong người, rồi cái muốn ói hoài à. Đâu, đưa mặt đây, tôi coi.
Nè, có chồng chưa? Dạ có rồi. Bệnh của cháu là bệnh gì vậy dì? Cô không có bệnh gì hết á. Cô về cô báo tin cho chồng cô mừng đi. Cô có bầu rồi đó. Hả? Con có bầu? Ừ. Thật hả dì? Nè, bộ mới có lần đầu phải không? Hèn chi chưa có kinh nghiệm gì hết. Hễ có bầu á là thường hay hôi cơm tanh cá như vậy đó. Thôi, dì đi nghe. Dạ. Bàng hoàng lo sợ. Hỡi ơi, em biết tính sao đây? Khi thân em còn lông đông trôi dạt giữa sông buồn, thì cách nào em nuôi dạy con thơ, đưa con ra đời theo dấn tình cha? Còn mẹ thì không mua gì đó cô? Dạ. Cô vô đây đi. Dạ, tôi. Cô muốn hút thuốc trị bệnh gì vậy? Dạ thưa ông, tôi muốn. Ủa, sao lạ vậy? Nè cô, cớ sao cô đây nằm nại? Hút thuốc thì cô cứ nói lại, tiệm tôi chẳng có thiếu thuốc chi. Chỉ đủ cả thiên thời bả chứng. Giờ cô đây muốn hút loại thuốc gì? Cả vùng này chỉ có tiệm thuốc. Cô đến đây rồi thì nên nói rõ, để tôi giúp cô giữ chức bình thần. Dạ tôi cảm ơn ông, nhưng tôi sợ không có đủ tiền. Đừng có lo, làm nghề thầy thuốc phải biết giúp người hoạn nạn. Cô ở xa đến đây là đã công khó, nếu thiếu chút đỉnh tôi cũng giúp luôn cho. Ngồi xuống đây đi, ngồi đây. Nhìn mặt cô xanh xao quá, đưa tay đây, tôi xem mạch giùm cho. Cô đang có thai phải không? Dạ được mấy tháng rồi. Vì có thai cô lại làm việc nhiều, ăn uống ít chất bổ dưỡng, sức khỏe sút giảm, thần sắc xanh xao. Được rồi, để tôi bổ cho cô vài tháng thuốc dưỡng thai,
Cô chịu khó sắc uống cho đều sẽ phục sức ngay. Dạ, tôi không cần thuốc dưỡng thai. Không được đâu, cô có dùng thuốc dưỡng thai sau này con cô ra đời mới khỏe mạnh được chứ. Dạ thưa ông, tôi xin ông giúp giùm tôi một trang thuốc phá thai. Phá thai? Cô muốn phá thai? Dạ, tôi không muốn đứa bé ra đời. Không phải tôi không biết thương đứa con đang tưởng hình trong bụng, nhưng hiện giờ tôi là kẻ tư cô vô thân không cửa không nhà, nên lo ngại tìm khổ đời con. Hiện tôi một bóng đơn côi kiếm lên đến tận gái không chồng, chẳng biết thân tôi trôi nổi đến bao giờ, làm sao dưỡng nuôi cho nó nên người ta không có trên đời. Cô nên suy nghĩ càng cùng, biết đâu trong bóng đêm buồn nó như ánh lửa dịu dàng an ủi bao sầu bi. Xin ông hãy giúp giúp tôi, tôi không thể có con trong lúc này được. Một đứa trẻ không có cha lại ra đời trên chiếc xuồng mục nát thì cuộc đời nó sẽ ra sao? Chắc chắn nó phải sống cuộc đời khốn khổ. Tôi biết, khi quyết định từ chối đứa con, lòng cô dân tràn sự đớn đau và cay đắng. Cô hay thương con bằng chính nỗi lòng của người mẹ. Cô muốn hút thuốc gì, tôi hút thuốc đó cho cô. Tôi chỉ mong cô cho tôi nói một lời cuối cùng này thôi. Dạ, xin ông cứ nói. Hiện nay cô coi đứa con như một gánh nặng, cô muốn dứt bỏ gánh nặng đó. Nhưng cô nên nhớ rằng trên đời này không phải bất cứ gánh nặng nào cũng dứt bỏ cả. Có những gánh nặng ta chấp nhận gánh chịu, dù có mỏi mòn, có khi đến hơi thở cuối cùng, như phải phụng dưỡng người cha hay người mẹ bệnh hoạn triền miên. Gánh nặng đó không được phép dứt bỏ. Nếu như trước đây vì sự nghèo khổ cha mẹ cô từ chối không để cho cô ra đời thì sao? Thôi, tôi nói hết rồi, chỉ mong cô làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sóng gió cuộc đời đầy dẫy, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng để phải hối tiếc sau này một điều gì cả. Đây, thuốc của cô đây. Ông cho tôi gửi tiền. Thôi, coi như thang thuốc này tôi biếu cô đó. Tôi không dám nhận đâu. Tôi biếu cô để nếu như sau cùng cô không uống mà đổ đi, cô cũng không tiếc tiền mua. Cầm đi. Còn đây, tôi biếu cô thêm một thang thuốc nữa. Đó là thuốc dưỡng thai. Nếu cô thương con, muốn giữ nó lại để nuôi nấng hữu hỷ sớm hơn, thì cô uống thêm thang thuốc này rất tốt. Đó, hiện giờ trong tay cô hai thang thuốc, sanh và tử, tùy cô. Tôi cảm ơn ông. Lòng như ngàn kỳ châm,
chưa thấy được mặt con, chưa ấp yêu con được vào lòng, chưa đặt cho con được tên gọi. Vậy mà bây giờ mẹ phải xa con. Trời ơi, có phải tôi đang giết con tôi không? Sông dài trăm ngà tôi xuôi, em xuôi ra biển hay xuôi lên nguồn. Em như chiếc lá trên dòng, biển thì chưa tới, còn anh nhắn mây chiều nay gửi tới em mây lời, tuy cách ngang xa vời nhưng tình mình vẫn luôn đầy vơi. Trong xót xa đoà đài, biết đường nào để đi tìm em. Xuồng em giờ đây đã buồn nhung nhớ, nước theo đâu
dòng sông ngày nào hai đứa bên nhau, nếu như ngày nào còn vui thì tình còn năm sau anh dẫn đi tìm. Dù hình bóng vẫn còn mịt mờ bên kia tầm mắt, nhưng em vẫn hy vọng mình còn gặp lại nhau. Nhưng mai này gặp lại anh, khi biết em đã bỏ rơi giọt máu thâm tình, anh có buồn em không? Cô nên nhớ rằng trên đời này không phải bất cứ gánh nặng nào cũng dứt bỏ được cả. Sóng gió cuộc đời thì đầy dẫy, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng để phải hối tiếc sau này điều gì cả. Anh Hải, có lẽ ông thầy thuốc nói đúng. Vâng, em sẽ giữ lại đứa con của anh, dù phải trải qua bao cực khổ. Con ơi, mẹ sẽ cố nuôi dưỡng con, để sau này khi cha con trở lại, lúc đó hạnh phúc chắc sẽ bội phần sung sướng. Đúng rồi, ngày cha mẹ trùng phùng phải có mặt của con chứ. Con là sự minh chứng lòng chung thủy của mẹ mà. Anh Hải, kể từ nay không phải chỉ có một mình em chờ đợi anh, mà còn có con của chúng mình chờ đợi nữa. Hãy ráng sống, ráng sống đi gặp nhau nha anh. Cùng với em sẽ sống, sống cho đến khi nào gặp được chồng mình. Con của mẹ, con sẽ ở bên mẹ để chờ đợi ba con phải không?